Quang ơi, Duy Minh vui vẻ xin kính chào bà con cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại chùa An Hòa Tự, Phú Tân An Giang, là cái nơi của gốc của là Đức Thầy. Thì hôm nay là lễ kỷ niệm mừng đại lễ đản sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hoàng Hảo, kỷ niệm lần thứ là 103 ngày 25 tháng 11 kỷ mùi và ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần 2022 bà con cô bác. Thì hôm nay Duy Minh sẽ cập nhật tình hình buổi lễ hôm nay cho bà con. Thì sáng nay là 4:30 thì đội đã đi thỉnh cái vị của thầy rồi về đây rồi. Thì có khá nhiều bà con cô bác đang đến lễ để mình đi vô trong cho bà con xem. Quá đông luôn con. Trong cho bà con xem nha. Ok bà con ơi, thì trước mặt đây là chùa An Hòa Tự. Để mình cập nhật bà con. Nay cũng có rất là khá nhiều đông bà con cô bác đi đến đây để dự lễ. Đó, bà con thì rất đông bà con đến đây để dự lễ. Đây là một cái lễ lớn của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Sáng nay gió quá gió rồi bà con ơi, để mình đi vô trong nha. Thì bà con có thể thấy cảnh trong chùa quá là đông luôn, không vô trong đó được luôn bà con. Mình cập nhật tình hình thực tế cho bà con xem. Quá là đông luôn thấy không? Thì nơi đây là cấp phát thuốc miễn phí ở sau lưng chùa. Thấy khung cảnh xung quanh này rất là đông bà con nè. Cấp thuốc nam từ thiện nha bà con. Đó. Bên đây thì quá đông bà con đến đến cấp thuốc miễn phí nè. Đó, đến chùa đây là có đủ tiện nghi luôn, ai bệnh hoạn gì á cũng cấp thuốc cho mà uống ăn uống đầy đủ nghe bà con, trong cái ngày lễ lớn của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đây là chạy cơm số 3, chạy cơm của là chùa. Đó. Có khá là đông bà con cô bác. Giữ trong cái ngày lễ lớn hàng năm thì diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Đó bà con. Rất là đông bà con đến đây từ mọi miền đến đây. Nói chung là cái lễ này là tất cả nơi đâu chùa chiền đều có tổ chức luôn bà con. Nhưng mà cái gốc á, của Đức Thầy là ở đây và trên kia là tổ đình, còn đây là chùa thầy. Đó là hai cái nơi này là cái gốc rác của thầy để khai sinh ra đạo Phật giáo Hòa Hảo. Bên ngoài thì trước mặt bà con cô bác các bạn thì cái nơi mà để thực phẩm và để là cung cấp thức ăn đồ cho bà con ăn dùng bữa trong cái ngày lễ này. Dĩa cơm rất là ngon. Đó, ai đó bụng người ăn rồi đó. Mình thấy mình cũng thèm luôn đó. Đó rồi. Đây.
chung là đây là ăn miễn phí hoàn toàn luôn bà con ơi. Đó. Rất là đông bà con ơi. Ok bà con, thì bên đây là cái nơi mà thỉnh vị của Đức Thầy. Xe đi diễu hành, tối nay xe sẽ đi diễu hành 7 giờ rồi bà con. Đây là trước mặt bây là chị em của là bà Trưng, hai bà Trưng bà con. Đó, đi diễu hành. Rất là đông luôn. Và hôm nay ngày lễ lớn mình chỉ quay cảnh cho bà con xem thôi. À, bà con tụ họp vậy đông nhất là bà con đồng đạo. Sữa, trà đường, nước đá, cà phê, miễn phí luôn. Đó. Rồi, đây. Đây, miễn phí luôn bà con. Đây nè. Nói chung là đi đến đây là dùng là khỏi lo phải là đói gì hết á. Không, cà phê, trà đường mình miễn phí luôn. Đây là hoàn cảnh buổi lễ của có đá bào nữa nè. Đá bào gì đẹp chứ hả chú? Đá bào nữa ha. Đâu mình đến từ đâu chú? Ở Long Kiến. Ở đâu? Ở Long Kiến, Chợ Mới, Bà Vậy. Gì hả? Dạ, cảm ơn chú nha. Đâu mình đi đông không chú? Dạ. Đi đông không? Đi cũng đông, tải ba thứ cà phê, trà đường. Cà phê, trà đường với cà mía ha. Bốn thứ luôn à, quá quý rồi bà con ơi. À, quá nhìn nè, rất là ngon luôn. Mình dùng hết, dùng cái, dùng đi. Dạ, được rồi chú. Đâu con thử một cái màu này coi. Nó ngon không bà con, mà bà con nghe dùng nha trong ngày lễ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Cảm ơn chú ha. Để cái chiếu mình thưởng thức một ly đá bào từ thiện. Rất là đông mùa đó. Thì tối nay sẽ trực tiếp cho bà con xem trên kênh Duy Minh Vlog một cái video trực tiếp rồi đi diễu hành nha bà con. Thôi thì video đến đây cũng xin tạm dừng để quay cảnh cho bà con xem trong trực tiếp trong cái ngày lễ hội nó như thế nào. Bà con nếu thấy hay có ý nghĩa cho xin một like một đăng ký để ủng hộ kênh Duy Minh Vlog nha các bạn. Chúc bà con thân tâm ăn lạc tu hành tinh tấn nha.